Xin chào thân ái và quyết thắng, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình là Quân Torico đây. Rất vui khi là bạn trong video khám phá Run City và sẽ giúp bạn có một ngày thật là tốt lành, tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn. Rồi, và ngày hôm nay chúng ta sẽ khám phá một chế độ mới, đó là chế độ cực hot các bạn ạ. Tình cực hot luôn. Chúng ta đã ra mắt một chế độ tốc độ X4 Speed các bạn ạ. Đó là chế độ sẽ giúp cho chúng ta có thể là đánh nhanh hơn. Và nhiều bạn đã có comment và nói với mình rằng khi mà chúng ta ở chế độ này thì những chú rồng giật như siêu nhân luôn các bạn ạ. Wow, không biết thật hư như thế nào, nên mà chúng ta sẽ cùng nhau là vào đấu trường và test chế độ này nha các bạn. Nếu như các bạn thấy là mình chưa có cập nhật chế độ này thì các bạn hãy kiểm tra xem các bạn đã cập nhật phiên bản mới nhất của tựa game Rush City chưa nha các bạn. Rồi, nếu mà đã ok rồi, cùng mình là vào đây test nha. Và mình sẽ test ở trong là quét trước, vì đây là một nơi đánh rất là nhẹ nhàng, dễ dàng nha các bạn. Đấy, thì bình thường mình với các bạn là hay để chế độ X3 là cũng quen rồi các bạn. Thấy những chú rồng thao tác cũng rất là nhanh các bạn, gọi là siêu nhanh rồi. Mà thế nào ra mắt chế độ X4 lại, trời ơi, mấy chú rồng gọi là phải là đang múa điệu xăm banh các bạn ạ. Trời ơi, phải nói là lắc lư rất là dữ nha. Ok, vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau so sánh từng chế độ nha các bạn. Đầu tiên là chế độ X1. Wow, phải nói đây là một cái chế độ mà slow motion các bạn ạ. Đấy, và cả là chú rồng chú hề chúng ta, cả những cái thao tác mà mình gọi là ứng chiêu ra chiêu đều rất là chậm rãi, giống như để chúng ta gọi là thấy được cái skill, thấy được cái thao tác là chính các bạn ạ. Vậy nên mình sẽ chỉnh sang chế độ X2. Và X2 thì mình cảm nhận là một cái chế độ mà giống như là thông thường nha các bạn, giống như là những chú rồng bình thường nó phải gọi là thao tác như thế này. Và đánh thì có một cái cảm giác đó là chúng ta ra chiêu rất là mượt, theo giống như là một cái cuốn phim hoạt hình mà kiểu giống như là xem bình thường đấy các bạn. Có X3 thì các bạn thấy rồi, là cái tốc độ chúng ta được tăng lên giống như là có chút vội vàng, vội vã. Nhưng mà đối với lại chế độ X4 thì sao? Wow, cái sự gọi là vội vàng của chúng ta được gọi là tăng lên, và đôi cánh của chiếc TV chúng ta đang gọi là giật lắc lư rất là nhanh luôn các bạn ạ. Thử xem cái độ ra chiêu nha. Ôi dồi, cái gì đây? Trời ơi, đánh giật rất là nhanh các bạn. Trời, giống như là chúng ta đang gọi là quay nhanh cái thước phim rồi đấy các bạn. Và cùng lúc đấy chú hề chúng ta cũng đã lên là run bật kim 2 luôn các bạn ạ. Ok, kim cương 2. Đấy, và bây giờ thì mình sẽ gọi là test thử ở bên cái quét bên đây nha. Đấy, để so sánh giữa cái tốc độ X3 và X4 xem nó có gọi là khác biệt như nhiều nha các bạn. Đây, thì mỗi lần mà ta nhấn là phải nhấn lại các bạn. Đây, X3 thì nói chung là ta vẫn thấy cái gọi là chế độ lắc lư của nó vẫn chưa có quá là ghê nha các bạn. Đấy, và đấy, đánh thì nói chung là bình thường mình gọi đây là nhanh rồi, kiểu như là thấy cái thao tác nó vẫn có một cái sự gì đó mà mượt, giống như là tua nhanh một chút với một cái cuộc phim bình thường các bạn. Đấy, cái thao tác nó cũng rất là mượt ở đây. Nhưng mà khi mà mình chuyển sang X4 nha, đấy, thì cái điều nhún nhảy chúng ta đã có cái sự gọi là vội vàng, vội vã cực kỳ các bạn ạ. Đấy, thì có thể là nhanh hơn một ít, nhưng mà một ít đấy cộng với lại cái trước đấy nữa, thành ra là chú rồng ta đây ném xuống không một cái thao tác nó giống như là không chờ để mà xử lý các bạn, như là nó phải nhanh nữa lên. Đấy, thế thì thấy được là cái sự X4 này nó gọi là lợi hại như nào rồi các bạn, để giải quyết trong những cái vấn đề mà chúng ta gọi là đánh nó là bao nhanh các bạn ạ. Đây, nếu như gọi là ở trong đây thì mình phải gọi là thêm 2 tiếng nữa mới có thể là đánh tiếp cái chỗ gọi là Liquid đây, mà mình cũng tạm thời chưa có gọi là nhiệm vụ luôn nha. Thế thì thôi, ta sẽ gọi là vào trong trải nghiệm Arena đánh đây xem gọi là đánh có nhanh không nha các bạn. Wow, nhưng mà nếu như gọi đi kèm với sự tốc độ này thì chúng ta có cần phải gọi là thêm một cái gì đó khác không nhỉ? Phải chú ý cái gì đó không ta? Thử xem nha các bạn. Ok, vào. Ồ, vào rồi. Trời. Đấy, rồng của mình gọi là mắt đỏ lắc lư rất là ghê nha các bạn. Cái rồng bay bay gọi là, nếu mà chúng ta để ý vào chú rồng đấy mà mắt gọi là liếc lên liếc xuống là có khi bị hoa mắt luôn đấy các bạn. Đấy, tung chiêu. Trời. Đấy, tung chiêu gọi là rất là nhanh các bạn. Tung chiêu mà mình kiểu không kịp nhìn thấy số luôn các bạn ạ. Xem nào, ta gọi là dùng chú rồng này. Đó, trời, nhảy rất là nhanh nha. Em thấy con số gọi là 152 này các bạn ạ. Và tiếp tục. Ui,
Nói chung là nó kiểu nó mượt nhưng mà nó không có bị quá là khẩn nha các bạn. Cái gọi là chiếu thức của ta tung ra nó không bị giống như kiểu là độ phân giải mà nó FPS nó không có gọi là nhiều bằng á, nó sẽ bị kiểu giật đấy các bạn. Nhưng mà đây thì thấy nó vẫn có một cái độ mượt nhất định, giống như là một cái cuộn phim mà chúng ta gọi là tua lên x2 lần đấy các bạn ạ. Đây xem nào, đó một cái rồi đó, kiểu giống như vậy đấy các bạn, kiểu giống như là tiếng của nhân vật nó sẽ bị kiểu nói nhanh quá đấy các bạn, nó sẽ giống như nghe giống như là chibi đấy các bạn ạ. Đó ok bà trưởng, thôi rồi nếu mà khi mà mình quen với tốc độ này thì chắc là mình sẽ ấy đánh rất là nhanh đấy các bạn. Thôi có cái chữ gọi là victory nó cũng gọi là phải hòa nhịp tốc độ luôn các bạn. Wow, gặp một bạn Grand City nè. Yes, ta gặp bạn này thì để xem mình tung cái chiêu gọi là này nó nhanh không nha các bạn. Đó, tung chiêu đánh 3 nè. Đấy, phun một cái. Trời ơi, đó. Cái tốc độ mà rồng ra rất là nhanh nha. Tới tốc độ là khói bụp lên, phun một cái. Đấy, xong. Cái là vào victory rất là nhanh như thế này. Không biết là nếu như mấy bạn nào yếu thì có cảm giác nó bị giật hay là có cảm giác nó sẽ gọi là bị đứng không nhỉ? Đấy, còn mình thì nói chung là vẫn ổn nha, nó vẫn ở trong một cái tầm nào đó. Giờ mình sẽ gọi là lợi dụng tốc độ x4 để đánh cho rồng kia luôn. Không thấy là không đâu. Đây, xem nào. Bùm một cái, đó, đi luôn. Thôi rồi, quạt vậy. À, chắc là ra cái chế độ là bơ tử thần nên nhiều khi là phải chờ rồng hồi sinh rồi trả một cái làm cái tốc độ của chúng ta gọi là chậm lại. Nên nhà phát hành quyết định ra x4 luôn để đánh cho nó nhanh các bạn ạ. Để xem nào, x4 nào, đấy, x4 này, trưởng. Ô, trưởng có 3 phát, ui. Đánh rất là nhanh, không cần suy nghĩ luôn các bạn. Đấy, trưởng này, đó, qua đây. Thì với cái tốc độ này, nói chung là mặc dù các bạn thấy nhanh nhưng mà chúng ta đừng nên bị cuốn vào quá là sâu nha các bạn. Nếu không ta gọi là phản ứng không kịp về cái sự tính toán sẽ khiến cho cái chiến thuật của mình nó bị, nói chung là bị gián đoạn đấy các bạn. Ta cứ đánh gọi là thông thả thôi. Rồng chóng nhanh nhưng mà chúng ta cứ bình tĩnh mà suy nghĩ thôi nha các bạn. Đừng có thấy rồng lắc lư dữ quá rồi sợ rồi đánh ẩu là không được đâu. Đó, mà đây thì đánh nhanh thì chắc được ấy. Đó, từ một cái, ui. Đó, phun một cái nữa, rồi xong. Rồng x6 là đi luôn. Good boy. Sao mình để cho rồng này đi thế nhờ? Sau đó là niềm hy vọng á, mấy con rồng x3 chứ nhiêu. Rồi xong rồi, toan rồi. Ôi giời ơi, à khoan, mình hình như là còn chú rồng Blood God với sức mạnh mà. Ôi giời, đấy thấy chưa các bạn. Ôi, để x4 mà phải suy nghĩ. Đấy, phải suy nghĩ, phải đánh cẩn thận. Đấy, chúng ta gọi là thấy x4 rồi chúng ta bị cuốn vào cái vòng xoáy, thế là bay mất hai chiến hữu rồi. Ghê quá các bạn ạ. Nói chung là cũng kiểu là nhiều vấn đề đấy các bạn ạ. Đấy, sẽ để cho đại đồng nữ và thiết chấp vàng nha. Đây rồi, xem nào. Ở bên ngoài thì vẫn bình thường nha, chỉ có bên trong là chúng ta sẽ gọi là được gia tăng cái tốc độ đó, kể cả là cái gọi là điểm vào luôn nè. Ui, rồng đang gọi lắc lư các bạn, rồng đang gọi là kiểu mà vào đây. À, ok. Mình sẽ để cho tia chớp vàng đi. Đó, trời ơi, giật này là bao nhanh các bạn ạ. Giật siêu tốc luôn á. Rồi, và xài skill Blood Hot nè. Ui dồi ôi, thấy rõ là cái bị chung là block các bạn ạ. Đấy, rất là nhanh nha, chạm đó. Cái sự chạm này rất là nhanh nha. Nếu mà mình bình thường mình để x3 nha, là để như này nè. Hay rồng chúng ta vẫn có gọi là nhịp điệu nhún nhảy so với bên kia thì vẫn còn gọi là khỏe các bạn. Đó đó, đánh là đánh bình thường nè. X3 nè, đây. Và cho chở rồng lên cho ấm các bạn ạ. Ôi ôi, vậy đây. Ôi ôi, thiệt luôn. Được lắm bé ơi. Đấy, giờ chạm này các bạn, đó chạm này, phẹt một cái chạm này, đấy. Thì thấy cái sự hồi sinh rồi, sự chạm thì nó sẽ có một khoảng thời gian nữa các bạn. Đấy, nhưng mà nếu mà chúng ta gọi là để vào x4 thì nó rất là nhanh. Nó giống như là chú rồng đỏ đã xác định rằng sẽ gọi là bị chạm khi mà bị đánh xong đấy các bạn ạ. Đây, mình sẽ thao tác lại cho các bạn xem nè. Đó, đây là chế độ x3 nè, x4 nè. Đấy, x4 tốc độ nhanh lên. Và xem tốc độ siêu nhân đây, đây nè. Đó, chú rồng này đánh bạn như siêu nhân các bạn, The Flash. Cái gì đấy? Ui giời ơi, đánh đau quá. Này,
một đấm này, cái giật các bạn, cái thao tác mà đánh giật vào là thấy rất là nhanh nha, thấy gọi là chạm vào rồng á. Đấy, nó chỉ phẹt một cái rồi máu nó tự rút thôi các bạn ạ. Đó, rất là nhanh luôn. Giống như là thời gian không chờ đợi, không chờ đợi, không chờ đợi. Thì với cái chế độ này, chúng ta sẽ tiết kiệm được rất là nhiều thời gian khi mà các bạn đang cần để mà chúng ta gọi là đánh nhanh ở đâu đó, như là ở trong Liquid này, vì trong đó là các bạn biết chắc chắn là các bạn để cho rồng tự đánh thì các bạn cũng win không, thì cái thao tác đấy nó sẽ được gọi là tăng tốc lên. Hoặc kể cả là trong gọi là đấu trường arena, khi mà các bạn đang gọi là bận một việc gì đấy và đang cần tốc độ, thì chúng ta đánh x4, cái sự hiển thị của nó không có quá là kiểu giống như là cái sự hiển thị của nó thì nó không có quá là chi tiết, tại vì nó đã ưu tiên vào trong tốc độ rồi. Nên là nếu như chúng ta muốn thưởng thức thì nên là vẫn để chế độ x3 thưởng thức những cái trận đấu đấy các bạn. Đấy, giống như là giờ thì phập một cái này, một chạm này các bạn. Đấy, chạm này, đó. Rồi, và đây thì nếu mà thưởng thức thì chúng ta gọi là cũng không bị quá là giống như kiểu là bị chán đấy các bạn. Để chúng ta x3 là vừa rồi, để mà những cái trận đấu là qua lại có những cái sự gọi là thao tác mà đấy, thao tác mà nó kiểu là mình bắt kịp cái nhịp điệu của nó đấy các bạn. Đấy, thì nếu như là để thưởng thức thì nên để x3, còn nếu như mà chúng ta gọi là đang gọi là cần thời gian, đang muốn nhanh chóng gì đấy, hoặc là có một trải nghiệm mới thì sẽ chọn về chế độ x4 nha. Còn nếu mà các bạn đang muốn thấy gọi là rõ từng cái skill, rồi từng cái gọi là chi tiết, hoặc là một cái con số nào đấy mà các bạn sắp đánh ra, thì chúng ta để chế độ x1. Còn các bạn muốn bình thường thì cứ để x2. Ok, đây x3 là chúng ta dường như là bình thường chúng ta là x3 nè. Bình thường mình với bạn là đánh x3 hoài cũng quen không? Đấy, nhưng mà đùng một phát sang x4 là ui dồi ôi, bèo, cái đó đánh rất nhanh các bạn. Ra tay rất là nhanh, không chờ đợi. Ok, không biết là nếu như sau mà kiểu mà so với chế độ x4 rồi có chế độ x6 ha. X6 chắc là phép chắc là kiểu vèo một cái là xong nữa các bạn. Không kịp nhìn gì luôn, vèo một cái là xong. Như đây là đánh vẫn còn thấy được hoạt ảnh nha các bạn, vẫn còn thấy được cái hoạt ảnh nó, cái độ mượt nhất định mà nó thường là nó như trong chớp mắt á. Đây rồi. Ok, mắt này ra tay, giờ mắt này solo với chú rồng bên kia đi. Ở khoan, đừng có... Ê, báo. Ui, báo. Trời ơi. What? Báo rồi. Ui, mắt này báo. Trời ơi. Lấy cái skill kia ra rồi cuối cùng thua luôn các bạn. Ui. Chúa hề thiệt chứ. Chúa hề các bạn. Rồi thôi, dễ gì cũng thua rồi, thử xem. Ui giời ơi. Mình xài skill đó xong mình mới nhớ là ôi khoan, báo. Trời ơi, không, mình để rồng kia hồi máu lên bằng skill gọi là bóng tối hoặc là hấp huyết thì sao mà thua được. Ôi giời ơi. What? Đấy, các bạn thấy không? Cái đánh nhanh này mà chúng ta cũng phải là, dù đánh nhanh nhưng chúng ta phải thư giãn đầu óc để đánh gọi là cho kỹ các bạn ạ, chứ mà báo quá báo luôn các bạn nha, báo quá báo. Một pha gọi là mình nghi cái pha đó, cái trường hợp đó là đổi squid ra là nhiều khi là nhà phát hành chỉ chờ có thế các bạn. Chỉ chờ có thế là chuyển cho rồng lết gót ra thân bại gọi là danh liệt luôn các bạn ạ. Ôi trời ơi. Ok, thì không biết là trong cái thông báo của nhà phát hành có nói gì tới việc là ra mắt cái chế độ X4 không? Mình thì không thấy đây, nhưng mà kiểu có nhiều bạn phát hiện á, rồi chúng ta gọi là lan truyền ra. Đấy, giống như có nhiều bạn cũng có thông tin là cũng hay comment, cũng hay gọi là nhắn tin cho mình đấy các bạn ạ. Ok, và chúng ta xem thử là trong cái chế độ này thì sao. Ôi dồi ôi, mình như là đang cần thêm một cái rune nữa nè. Khi nào từ đây tới ngày mai mình lại quên đánh một cái rune nha. Ui giời ơi, để xem nào. Rồi không sao, mặc dù báo như vậy nhưng mà thêm một trận mình đánh win 3 nữa là mình sẽ được cái rương đấy rồi. Mình nghĩ là chắc là sẽ không có gọi là bị hụt đâu các bạn ạ. Còn về trong cái gọi là sự kiện leaderboard thì mình vẫn đang gọi là ở vị trí top 1 nè. Cũng có sự kiện là thu con màu xanh và đổi được cái lực đấy, giống như mình dự tính.
Thì chúng ta cứ thu con thôi. Và sau đấy rồi đi ở du rồng ở trong đây này. Gì đây? Ôi, phẩm này chắc là để lấy những cái ở bên sự kiện đấy các bạn. Sự kiện đây nè. Chắc là nó sẽ là thuộc về sự kiện này. Đấy, lấy để đổi rồng mi thích bên đây. Rồi đổi rồng này các bạn ạ. Đấy, và 25 tới 100 off mi thích luôn. 500. Ui xa. 500 mảnh của chú rồng này các bạn ạ. Đó, thì các bạn cũng có thể là đi để mà lấy nha. Ui giời. Đây cái pha thao tác của mình đó. Thôi, vào đây là giải trí thôi. Vào đây là nếu mà khôn ngoan thì biết điều ra sớm, chứ mà không là cúng game cho gọi là tem bạc. Ở đây thì cúng game nhà phát hành chứ. Đây thì kiểu mà nếu như mà chúng ta thấy đối tượng của mình là một chú rồng Titan cấp 9 nha. Titan cấp 9 thì có thể thử vận may để mà đi kiểu mình thấy là thường thường những cái ải như vậy là sẽ dễ để thả chúng ta đi. Ôi trời ơi. Không phải, ải thứ 5 này là chắc chắn rồi. Đớp thêm miếng nữa. Ui giời ơi. Ok, đớp đã rồi. Giờ thoát ra là lời cái đá. Ui giời ơi. Thằng này nó ui. Đấy các bạn. Lấy game mình đó. Lấy game mình đó. Lấy đi free, lấy lại 4 game 200k trái cây, gần 300k trái cây là lời rồi. Wow. Wow, mấy quả trứng này nhìn gọi là nhìn ghê đấy nhỉ. Nhìn khá là ghê các bạn ạ. Đó, thì bây giờ chúng ta đã ra mắt được một cái chế độ mới rồi. Sẽ là khi nào cần đánh mà kiểu mà tốc độ thì chúng ta cứ đánh tốc độ thôi. Còn nếu mà không thì mình cứ đánh bình thường các bạn. Xem chú rồng tốc độ ăn được điểm như thế nào nha. Đấy, phải một cái, chuyển sang rồng, phải một cái rồi. Chờ một skill nè. Đó, giật phát xong. Đấy, trời, nhanh, gọn lẹ. Nạp. Cái chữ victory nó không có thời gian mà nó hồi tụ luôn các bạn. Nó nhanh tới cỡ đó đó. Ok, vào đây thì không biết các bạn thấy cái chế độ ra thế nào. Nhưng mà mình thấy là ra chế độ này thì tốt. Nhờ là cho chúng ta có sự lựa chọn. Tại vì không có xóa chế độ X3 và cũng không có bắt buộc là chúng ta phải xài 4. Nên chúng ta muốn xài cái nào cũng được. Là có thêm sự lựa chọn thì nó lại ok với các bạn. Nó là một cái cập nhật tốt. Và nói chung là bạn nào chưa trải nghiệm thì hãy trải nghiệm nha. Còn video của mình đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Chia sẻ cho thầy luôn. Các em chia sẻ cho thầy đi.